Hiện nay nhu cầu sử dụng nội thất gỗ cao cấp của đa số quý khách hàng đang là xu hướng, và em để ý thấy là mọi người hay nhắc đến là về gỗ ốc chó, một loại gỗ có những cái ưu điểm vượt trội từ màu sắc, kiểu dáng cho đến chất lượng. Và nắm bắt được nhu cầu đó của khách hàng thì Sơn Đông đã đang triển khai những cái bộ sưu tập được làm từ gỗ ốc chó, như là bộ sưu tập gồm combo phòng khách, combo phòng ngủ, combo phòng bếp, vân vân. Và hôm nay, trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái combo phòng khách được làm từ chất liệu là gỗ ốc chó. Và cái bộ bàn ghế này bao gồm là 5 món: một đoạn dài, một ghế đôi, một ghế đơn, một bàn chính, một đôn kẹp. Và đi cùng với đó theo combo là một cái chiếc tủ tivi. Gỗ ốc chó thì bao gồm 4 loại, và loại mà Sơn Đông sử dụng là loại 1, còn gọi là loại FAS, First and Second. Đây là cái loại mà có giá đắt nhất và đắt hơn cả loại gỗ gõ đỏ luôn. Và với nhiều đặc điểm nổi trội và tỷ lệ sử dụng gỗ của loại này lên đến 90%. Đầu tiên mà mọi người khi mà nhìn vào cái bộ bàn ghế này có cảm giác như thế nào ạ? Với một màu nâu sô-cô-la đặc trưng của loại gỗ ốc chó kết hợp với lại việc nệm bọc simili Hàn Quốc thì tạo cho cái không gian phòng khách mình trở nên sang trọng và đẹp mắt hơn, đúng không ạ? Và cái loại gỗ ốc chó này thì bên Sơn Đông sử dụng là loại gỗ ốc chó loại 1, có tên gọi là FAS hay còn gọi là First and Second. Thì gỗ ốc chó thì có rất là nhiều loại, nhưng mà Sơn Đông sử dụng loại này thì có thể nói là đắt hơn cả loại gỗ gõ đỏ luôn ạ. Với những cái đường vân độ thẩm mỹ rất là đẹp, đường vân thì mọi người có thể thấy là vân có 3 dạng là dạng thẳng, dạng uốn cong và dạng uốn lượn, cực kỳ đẹp mắt. Với cái tính chất là cứng chắc, thích nghi với môi trường, dễ gia công, hoàn thiện, và đặc biệt là rất là tốt cho phong thủy, đặc biệt là mệnh mộc nha mọi người, mang lại cho gia chủ sự may mắn, tài lộc. Và cái thời gian mà hình thành và phát triển của cái loại gỗ ốc chó này có thể là lên đến 30 năm mới có thể thu hoạch được. Và thời gian mà mình sử dụng cái loại gỗ này sau khi hoàn thiện thì từ 150 năm cho đến 400 năm, cho nên là rất là lâu luôn mọi người. Và tiếp đến là chiếc ghế đôi và chiếc ghế đơn thì cũng được bọc simili giống như là chiếc đoạn 3 thôi. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là mỗi phần ghế thì được trang bị một cái hộc tủ như thế này. Và phía bên trong rất là rộng, cũng khá là thoải mái và rộng rãi. Mọi người có thể đặt đồ, đặt để remote này, để những cái vật nhỏ nhỏ trong đây rất là dễ tìm. Đây, và phía bên trong thì được xử lý cực kỳ láng mịn luôn ạ. Đây, mọi người có thể thấy là khi mà em sờ vào rất là mát tay và không có thể bị răng răng hay là bị xước. Đến chiếc bàn thì có không gian khá lớn và hai bên cũng được trang bị hai hộc tủ. Và thêm một điều đặc biệt nữa, mọi người có thể là xem em đẩy vào. Khi mà em đẩy vào cái hộc tủ này thì nó sẽ tự động hít vào trong luôn. Và đây gọi là thiết bị giảm chấn, giúp cho chiếc tủ đi nhẹ nhàng hơn khi được đẩy vào trong và không có tiếng kêu, cực kỳ xịn sò luôn. Và thêm một điều quan trọng nữa của bộ bàn ghế này không thể thiếu, đó chính là về phần nước sơn. Mọi người có thể thấy là có một độ bóng nhất định, hay rất là bóng, và khi mà nhìn vào thì có thể là phản chiếu mặt mọi người ở đây luôn. Bởi vì Sơn Đông thì sử dụng cái công thức sơn Ingem của Mỹ. Đây là một công thức rất là nổi tiếng và rất là cao cấp ở châu Âu, cực kỳ xịn sò luôn. Nhưng mà nếu mà mọi người muốn trải nghiệm thì em mời mọi người đến Sơn Đông để mà trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, cũng như là tận mắt xem cái bộ sản phẩm này nó giá trị và nó chất lượng như thế nào nhé. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu tủ tivi, thì cũng đi kèm với lại một combo phòng khách lúc nãy em giới thiệu. Với kích thước là ngang là 2m, chiều cao là 57 và chiều sâu là 40. Một cái thiết kế vô cùng đơn giản và hiện đại luôn ạ. Mọi người có thể thấy là ở phía dưới này sẽ có hai phần hộc tủ và hai phần hộc kéo, một nơi để âm ly rất là tiện dụng. Đây em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem nha. Đây, mọi người có thể thấy là phía bên trong cực kỳ rộng rãi luôn và được xử lý rất là kỹ, rất là láng. Đây, những cái đường vân gỗ của gỗ ốc chó đây mọi người. Đây là những đường vân gỗ thật. Đây, mọi người có thể nhìn thấy trên cánh tủ này, rất là đẹp. Và cái ván của nó rất là dày nha. Ván này dày chắc tầm khoảng 2 cm đấy. Và cái phần tủ này thì cũng được trang bị với thiết bị giảm chấn. Khi mà mình đẩy vô thì nó sẽ tự động hít vô như thế này. Đây, mọi người có thể thấy nè, rất là xịn.
Và phía bên trong thì cũng cực kỳ rộng rãi luôn. Và cái phần khung này dày dặn lắm mọi người. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một cái combo phòng khách với chất liệu là gỗ ốc chó. Và em xin báo giá luôn là cái bộ bàn ghế mà phiên bản bộ bàn ghế gỗ ốc chó phiên bản bọc simili với giá là 122.900.000 đồng. Và phiên bản bọc da bò Ý là 157.900.000 đồng. Cùng với đó là một cái tủ tivi với chất liệu cũng gọi là gỗ ốc chó luôn, với giá bán niêm yết là 31.900.000 đồng. Hiện đang được trưng bày tại 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý vị có thắc mắc hay là muốn quan tâm về sản phẩm nhiều hơn thì hãy gọi trực tiếp qua em cho số điện thoại là 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.